nay mình lại giới thiệu cho các bạn một cây đèn sàn của IKEA. Cây đèn này nó cây đèn này được IKEA thiết kế rất là lâu rồi và hiện tại bán giá khá là rẻ, nhưng nó có khoảng cỡ 400 mấy ngàn, khoảng cỡ trên website của IKEA 400 mấy ngàn. Thì mình mua cái đèn này nó không có bao gồm bóng, do vậy mình phải mua thêm một cái bóng riêng ở ngoài để gắn. Giờ mình sẽ mở cái đèn này ra. Đầu tiên nó có một cuốn sách hướng dẫn cách gắn cái đèn này. Ở trong đó nó có cái lồng đèn phía ngoài. Lồng đèn phía ngoài này được làm bằng giấy giống như là nhìn giấy mờ, nhìn nó có thể ánh sáng có thể xuyên ra ngoài được, nhưng mà nó lại cho cái ánh sáng rất là dịu, do vậy nó không bị chói mắt. Rồi tiếp theo đây là cái dây để gắn bóng đèn. Cái này là cái cây để gắn thân đèn, có 3 thân. Và cái cuối cùng là cái đế đèn. Cái đế đèn này được làm bằng nhựa tổng hợp, đằng sau nó giống như là có bê tông vậy, có bê tông để cho nó khá là nặng, để cho nó giữ vững được cái đèn này. Còn cái sắt này được làm bằng sơn tĩnh điện. Đầu tiên mình phải gắn cái đế này vô. Tiếp theo đó là cái khúc đuôi đèn. Đó là cái để giữ cái lồng đèn phía ngoài. Tiếp lượng nữa là cái khúc cây đèn phía trên cùng. Tới lúc này thì mình sẽ phải gắn cái bóng đèn vô. Cái bóng đèn này thì IKEA họ recommend mình là dùng cái bóng đèn I27. Và bước cùng là mình sẽ gắn cái lồng đèn này vô. Trước khi gắn cái lồng đèn, mình sẽ phải tháo cái đầu phía trên này ra. Cái lồng này được làm bằng giấy, nhìn rất là đẹp. Rồi, chụp vào đây. Xoáy cái này vô.
cái dây điện này ra. Ở đây nó có một cái kẹp để kẹp cái dây điện vô ha. Kẹp chặt với điện vô. Rồi cuối cùng là mình sẽ phải móc cái này vô thằng này. Này tháo ra, kéo lên đây, móc này vô đây. Rồi, móc vào. Và mình sẽ kéo căng cho cái đèn này căng ra. Rồi sẽ chặt lại thôi. Đây. Rất đơn giản, vậy là xong rồi. Giờ mình cắm điện vô để thử ánh sáng thôi. Okay. Trước khi bật lên mình sẽ tắt điện cho cái ánh sáng này đẹp. Rất là sáng đúng không? Nhẹ, khá là nhẹ, mình có thể di chuyển đến góc nhà. Thì cái đèn này nó cái ánh sáng nó rất là dịu, nó vậy làm cho cái căn phòng mình cảm thấy ấm cúng hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.